Mẹ giúp con nốt lần này thôi mà. Từ giờ trở đi con sẽ không bao giờ đòi hỏi mẹ thêm gì nữa đâu. Mẹ. Mẹ sẽ không giúp. Mẹ sẽ không cho con tiền để con làm cái việc vớ vẩn đấy. Có lần một rồi sẽ có lần hai, lần ba. Con định chạy theo lo cho nó cả đời à? Con chỉ vay mẹ thôi mà, con có xin đâu. Mẹ không biết Thạch bây giờ đang khổ như thế nào đâu. Nhỡ đâu Thạch có việc gì, Thạch bị làm sao thì sao ạ? Nó bị sao thì kệ bố nó. Sao con ngây thơ thế nhở? Nó có làm sao ấy thì cũng không đến lượt con phải lo. Hay là hai đứa có chuyện gì à? Ai? Mày nhặt được à? Hay bà lấy của người ta à? Bà lấy của người ta à? Không cần thì công an ra bắt đi đi nhá. Mẹ vừa ra ngân hàng, mẹ nhờ người ta kiểm tra. Ở trong này có tận mấy trăm triệu con ạ. Có mấy trăm triệu à? Có bao nhiêu hả bà? Một trăm năm mươi triệu. 150 triệu hả? Nhưng mà cái thẻ này của ai? Sao bà lại có? Có thẻ của ai? Bà nói đi nào. Thẻ của ai? Là... Thôi, bỏ cái kiểu ấy đi. Ông cứ làm như mình, ông biết xa cách. Chị em phụ nữ chúng tôi không biết cách xa đấy. Đừng có đùa với con mình bong. Ông Lưu ông vừa gọi điện về đấy. Vừa gọi xong á? Ừ. À, giỏi nhờ. Mới biết được gọi à? Mày đi kiếm tiền này. Quên hết anh em khu xóm trọ chứ. Ủa? Thế là chàng không gọi điện cho nàng à? Không. Chàng làm gì? Chàng làm nào? Vớ vẩn. Chán kiểu người thật. Bận mấy thì bận, cũng phải nhắn tin cho người ta một câu để người ta đỡ lo chị. Ai lo? Làm sao phải lo? Thả thuyền. Nhưng vừa gọi bảo gì? Ông đang ở đâu? Thằng em lo lắng cái gì đấy? Khung cảnh hữu tình, an toàn tuyệt đối như thế này còn phải lo cái gì? Đấy. Chú nhìn đàn em của anh này. Thằng quả rưỡi. Khỏe như voi ấy, có làm sao đâu. Thôi. Còn có anh ở đây mà. Không phải lo. À anh ơi. Ờ, có gì anh thu xếp gom bọn em chung luôn một mớ nhá. Để anh em tiện chăm sóc nhau. Rồi. Nào, đón bạn cùng phòng mới nào. Người cũ vừa đi, người mới đã đến đấy.